Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 4 tại Việt Nam. Sau tháng 3 khởi sắc, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 có dấu hiệu chững lại khi hầu hết các mẫu xe bán chạy đều có doanh số giảm nhẹ. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA và Tố cáo Mô tô, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 không duy trì được đà tăng trưởng như tháng 3. Theo đó, phần lớn các mẫu xe bán chạy đều ghi nhận doanh số giảm nhẹ so với tháng trước. Ngoại trừ Mitsubishi Spander và Ford Ranger, không có mẫu xe nào trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 4 có doanh số vượt 1.000 chiếc. Mặt khác, Toyota cho thấy dấu hiệu trở lại khi có tới 3 mẫu xe góp mặt trong danh sách. Dưới đây là top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4, 2024. 1. Mitsubishi Spander 1.263 xe. Với 1.263 xe bán ra trong tháng 4, Mitsubishi Spander vẫn giữ vững vị trí số 1 dù doanh số giảm hơn 300 xe so với tháng trước đó, tương đương 20,1%. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, mẫu MPV đến từ Nhật Bản đã có 4.771 xe được bán ra thị trường. 2. Ford Ranger 1.262 xe. Cái tên tiếp theo duy trì được thứ hạng trong tháng 4 này là Ford Ranger. Mẫu bán tải nhà Ford ghi nhận doanh số 1.262 xe, chỉ kém một chiếc so với Spander. Dẫu vậy, con số này vẫn ít hơn doanh số tháng trước, 277 xe, tương đương mức giảm 18%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, đã có 4.824 chiếc Ford Ranger đến tay người dùng Việt Nam. Vẫn dẫn đầu toàn thị trường nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023. 3. Toyota Vios 923 xe. Mặc dù doanh số giảm nhẹ 11 chiếc so với tháng trước, Toyota Vios vẫn tăng 3 bậc lên vị trí thứ 3 nhờ 923 xe bán ra trong tháng 4, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn doanh số trong 4 tháng đầu năm của Vios đạt 2.680 chiếc, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước, và vẫn còn cách biệt khá xa so với đối thủ cùng phân khúc là Hyundai Accent. 4. Toyota Yaris Cross 882 xe. Xếp ngay sau Vios là người anh em cùng nhà Yaris Cross. Theo đó, mẫu SUV cỡ B của Toyota đạt doanh số 882 chiếc bán ra trong tháng 4, tăng 20,4% so với tháng trước và trở lại top 10 sau 3 tháng vắng bóng. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 2.037 chiếc Yaris Cross. Kết quả có được nhờ vào động thái giảm giá xe của hãng hồi đầu năm, qua đó giúp mẫu crossover đô thị phần nào lấy lại được sức hút. 5. Hyundai Accent 848 xe. Trong tháng 4, 2024, Hyundai Accent đạt doanh số 848 xe, giảm 12,3% so với tháng 3 nhưng vẫn giữ vị trí thứ 5 trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh số của Accent đạt 3.096 xe, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. 6. Mitsubishi X-Sport 806 xe. Sau khi gây bất ngờ với hơn 1.300 xe bán ra trong tháng 3, Mitsubishi X-Sport đã không giữ được phong độ trong tháng thứ 2 mở bán tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B này bán được 806 xe trong tháng 4, ít hơn 528 xe và giảm 39,5% so với tháng trước. Kết quả này khiến Mitsubishi X-Sport bị tụt 3 bậc trong top 10. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số của mẫu xe Nhật Bản là 2.140 chiếc. 7. Toyota Innova Cross 802 xe. Trong tháng 4 vừa qua, Toyota Innova Cross đã ghi nhận doanh số cao kỷ lục với 802 xe bán ra, nhiều hơn 500 xe và tăng tới 3,5 lần so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Innova Cross đã bán được 1.074 chiếc. Đây cũng là một trong số ít các mẫu xe giữ được nhịp tăng trưởng liên tục từ đầu năm 2024, mặc dù không nhận được bất kỳ ưu đãi hoặc giảm giá nào từ đại lý. Mẫu xe này hiện có hai phiên bản là xăng và hybrid với mức giá từ 810 triệu đến 990 triệu đồng. 8. Mazda CX-5 800 xe. Kết thúc tháng 4, 2024, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 800 xe, giảm 112 xe so với tháng trước và đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, tụt một bậc so với tháng trước. Con số này giảm 12% so với tháng 3 và giảm nhẹ 3% so với tháng 4, 2023. Cộng dồn trong 4 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đã đạt 3.119 xe, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, CX-5 vẫn dẫn đầu nhóm xe gầm cao đa dụng SUV crossover tại Việt Nam. 9. Ford Everest 766 xe. Bước sang tháng 4, Ford Everest vẫn có mặt trong top 10 nhưng tụt một bậc xuống hạng 9. Doanh số trong tháng vừa qua của Everest đạt 766 xe, giảm 133 chiếc, tương đương 15% so với tháng trước. Tính lũy kế từ đầu năm 2024, Ford Everest đã bán ra 2.801 xe, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D. 10. Honda CR-V 626 chiếc. Không phải HR-V hay City,
đại diện duy nhất của Honda góp mặt trong top 10 tháng này là CR-V. Theo đó, mẫu xe của Honda bán ra được 626 chiếc trong tháng 4, giảm 23 xe tương đương 3,5% so với tháng trước, nhưng vẫn đủ để giành hạng 10. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, có tổng cộng 1.706 chiếc CR-V bán ra thị trường. Kết quả này có được nhờ vào việc Honda liên tục chạy chương trình hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ đối với mẫu CR-V VIN 2023. Ô tô Trung Quốc ổ ạt về Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc về Việt Nam đạt hơn 5.800 chiếc, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu gần 32.300 ô tô nguyên chiếc các loại trong quý đầu năm, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt hơn 26.600 chiếc, chiếm tới 83% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam, nhưng giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong quý 1 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Đáng chú ý, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc trong quý đầu năm tăng đột biến. Cụ thể, quý 1 cả nước nhập khẩu hơn 5.800 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, chiếm 18% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước và tăng tới 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt gần 177 triệu USD. Ngược với đà tăng mạnh từ Trung Quốc, lượng xe nhập khẩu từ hai thị trường dẫn đầu là Indonesia và Thái Lan lại chứng kiến đà suy giảm. Quý 1, Indonesia dẫn đầu với gần 14.800 chiếc, giảm hơn 2% so với cùng kỳ 2023. Kim ngạch đạt hơn 213 triệu USD. Thái Lan đứng thứ hai với 10.420 xe, kim ngạch 204 triệu USD, chiếm 32,3% về lượng và chiếm 30,2% kim ngạch. Đang nói, mặc dù bị bỏ xa về số lượng nhưng ô tô Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam lại chỉ thấp hơn 13-17% về kim ngạch so với ô tô nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan. Thực tế, thời gian gần đây, thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam đang đón nhận thêm một số thương hiệu ô tô Trung Quốc. BYD, hãng xe xanh lớn nhất thế giới, cũng xác nhận sẽ bắt đầu chinh phục thị trường ô tô Việt Nam từ tháng 6. Động thái này nhiều khả năng sẽ là sự khởi đầu cho làn sóng ô tô Trung Quốc đổ bộ thị trường xe Việt trong thời gian sắp tới với hàng loạt thương hiệu như Tăng thuộc Great Wall Motor hay Umoda và Zeku của tập đoàn Chery. Trong 3 tháng đầu năm, Ford Ranger là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường với số lượng hơn 3.560 xe. Trong số này có 434 xe Ranger Raptor được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, bên cạnh hơn 3.100 phiên bản khác được hãng xe Mỹ lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam. Trong khi đó, mẫu xe bán chạy thứ nhì là Mitsubishi Spander lại ghi nhận phần lớn doanh số đến từ xe nhập khẩu. Cụ thể, trong tổng số hơn 3.500 xe Spander bán ra cho khách hàng Việt Nam trong quý đầu năm thì có đến gần 3.200 xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, chiếm tỷ trọng hơn 91%. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.